Đây mình tháo hết chai ra xong mình lỗi một phần nước nè. Rồi bắt đầu giờ mình test thôi nha. Hello, bên Gò Công xin chào mọi người. Đây, hôm nay mình sẽ làm máng uống tự động cho chuồng chim của mình mọi người. Hả, mình làm bằng cái này nè. Hả, là mình cho uống bằng cái này. Nhưng mà cái chuồng mình đó là nó bị nghiêng. Tại cha mình đóng cái cây mé trong này nè. Là ở dưới đít đó là nó bày ra, còn trên đầu là nó túm lại. Nên cái lồng mình nè, để nó không có thăng bằng, nó bị nghiêng về mé phía này nè. Bởi vậy cái mình làm cái chai này nè. Cái này nó bị nhõng cao lên mọi người. Cái lồng nghiêng á, cái này thấp xuống, cái này nhõng cao lên. Nước nó không có chảy ra được. Chim không có uống được nên mình xài cái này là không có hiệu quả nha. Có cái lồng này không nghiêng thì xài được, còn cái lồng mà nghiêng là nước nó không ra, tại cái đầu này nó thấp quá, nó hơi bằng, nó hơi bằng, nước nó chảy ra còn nó thấp, nó nhõng lên vậy nè là nước nó không có chảy ra được. Bây giờ nay mình thay đổi bằng cái máng tự động luôn đó, mình đang chuẩn bị làm đây. Mình mới làm được một chút rồi thì mình nhớ lại lấy điện thoại quay cho mọi người xem. Cái bình này lúc trước là bình nước cho bò uống, bây giờ mình lấy cho bò câu uống. Mình đang gắn ống vô này, thấy người ta xài ống đen nhiều mọi người. Cái ống màu đen là đừng cho ánh sáng không có chiếu vô được, nên là cho nó không có bị đóng rong view ở trong á. Nhưng mà cái này cái ống nhà mình có sẵn lúc trước mà làm nhà đó, mua cái ống này đừng cho người ta cân nước làm hồ của mọi người. Bây giờ sẵn có nhà lấy xài luôn, khỏi đi mua. Còn cái máng này với mấy cái quan này là không, mình mua chung với chỗ mà bán lồng á, là người ta nuôi mà mới nuôi đây à, nuôi khoảng chừng 2-3 tháng là ta không nuôi nữa rồi, ta dẹp á, là mình mua lại. Nhưng mấy máng này mấy máng mới nha, chưa xài lần nào luôn. Ta mua nhiều ta để dành đừng ta mở rộng trại ra đó, nhưng mà ta không nuôi nữa, ta dẹp lại. Còn này nè, ta để lại cho mình đó, mình mới làm thử gắn cái vô nè đó. Ống từ trên đây đây chuyền xuống tới đây có ngã ba, rồi đây chảy xuống đó, cái này nhỏ nhỏng lên là nước sẽ chảy ra. Chừng nào chảy ra cái nước nhiều á, đè nặng xuống là nó ngưng lại vậy đó. Cứ chim uống cái hết cái nhõng lên hoặc nó hoạt động vậy đó, mọi người. Nhưng qua tự động mà cái này đúng ra là phải xài cái thùng bê đó, hoặc là cái bình nước lọc mà loại 20-21 lít gì đó, là loại đó đó, nó bự mình xài được lâu. Nhưng mà cái mình có sẵn cái này mình lấy mình xài luôn. Cái này chắc một buổi hoặc một ngày làm bình này hết rồi, chắc ngày quá, ngày đổ một lần. Cái đổ đó cũng khỏe hơn hơn trăm cái chai này. Trăm cái chai này cũng khỏe chứ không gì á, mà tại cái này của mình xài này mình xài cái lồng mình bị nghiêng nè, xài không được nè, nghiêng là nước nó ra không được, con chim nó không có uống nè. Tại vậy nên mình mới đổi qua máng tự động này. Hôm mình mua tới mấy chục cái này luôn. Bữa mình mua của anh Thanh Bình mua giùm, anh Thanh Bình trên Trà Gạo á, mua giùm 4.000 một cái. Mình mua đâu không mấy cái đó mà mới xài có được có mấy cái à. Tại hôm mình tính mua để dành múc có mở rộng nữa thì đừng có xài luôn á. Thì anh mua giùm mà sẵn lần mua lấy nhiều luôn, ai ngờ về lòng bị nghiêng xài không được, đổi qua này đi. Rồi giờ mình sẽ gắn hết nguyên vạt từ đây là tới đó, vạt lòng trên rồi vạt lòng dưới luôn. Gắn xong rồi mình sẽ đổ nước vô rồi mình test thử rồi quay cho mọi người xem tiếp nha. Rồi giờ bắt đầu mình làm thôi. Nay mình mới làm xong rồi nè mọi người, chắc khoảng làm cái này khoảng nửa tiếng ạ. Đây mình đi viên vàng ống nè, đó, dài đó, trên tầng dưới tầng đó. Làm máng tự động này nè, chưa có đổ nước vô, giờ để mình test thử cây nó hiệu quả không nha. Thì để coi xài nó ngon không. Nãy mình đang quay mà có khách gọi nên ngưng lại nói chuyện với khách một chút. Giờ tháo mấy cái chai này ra hết nè. Đó, bây giờ
mình lấy mấy nước trong đây nè, mình đổ vô trong cái đó để bỏ ổn, đổ vô đó rồi bắt giờ mình test thử cây nó chảy ngon lành không nha. Tại thời trước mình xài của cái bàn thỏ, còn giờ mình xài cái này nè. Để giờ mình đổ nước vô coi ngon lành không. Đây mình tháo hết chai ra xong mình đổ một phần nước nè. Rồi bắt đầu giờ mình test thôi nha. Rồi đây mình đổ vô xong rồi mình quay mọi người, chứ cái tay phải quay tay trái vậy, trên cái thùng này lên đặt kênh cao đó không nói. Rồi ngon lành nha mọi người, nước nó chảy vậy nè. Ôi cái chỗ này sao nó bị xì gì ta, bị xì nó tràn lan đây ta. Ôi cái này nó bị gì rồi, để mình thay cái khác đây. Đây nó đang chảy xuống nè, mọi người thấy nước đang chảy xuống không? Ôi sao cái lò xo này nó không nhảy ta. Đây là có mấy cái này bị lỗi rồi, cái nào lỗi thì mình đổi cái khác, nó không nhảy xuống. Này đáng lẽ nó đầy nó ngưng lại mà sao cái này nó không ngưng nè. Thôi giờ để mình tắt, mình đổi cái khác vô đó nha, mình quay cho mọi người xem ha. Cái kia thì chảy không ngưng, còn cái này sao không chảy, khó hiểu quá. Cái này không chảy luôn mọi người. Để đổi khác nha. Rồi chảy chút hết nước luôn quá. Nè như cái này nè, chảy cỡ đây nó ngưng rồi nè. Còn mấy kia nó chảy hoài luôn. Đây mình thay vô xong dọn chim nó uống nè mọi người. Đó. Nãy giờ mình ngưng mình làm á, mình tháo mình nước ra nó khát nước rồi, giờ là nó uống nè. Nó tính khum ra uống mà nó thấy mình ngồi nó hơi sợ. Để chờ nó uống cạn coi nước chảy ra nữa không. Đó, nó chảy ra nữa mọi người. Rồi thấy ok rồi đó. Làm là thấy thấy cái máng này là gọn gàng ngăn nắp. À, có điều hồi nãy cái máng này nè, con gà nó bay ra nó đậu, biết sao nó đậu đây cái máng xích lò xo ra luôn, mình mới gắn lại. Cái này nó làm cũng không đều mọi người. Cái này á nè, nó chảy đầy máng nó mới ngưng nè, còn cái dưới đây thì nó chảy lưng máng nó ngưng nè. Chắc cái này cũng vô một phần tại cái lòng mình đó mọi người, lòng mình nó nghiêng cái gắn nó bị nhõng lên nè, nó chảy quá. Mà kệ nó có nước cỡ gì, nó uống chút nó uống hết chảy ra nữa mà, đâu sao đâu, có nước uống là được rồi. Quan trọng là có nước chảy ra được rồi. Sợ nó không chảy thì không uống được thôi, chứ chảy lưng thì nó uống hết thì chảy ra nữa. Gắn về người thấy gọn gàng không? Đây, cái này nãy nó chảy tựa lưa nè, mình mới thay cái khác nè, đổi nha. Thay khác ngon lành. Đó, còn bọc để dành xe cua. Để một cái nào không tính mua đủ rồi mọi người, tính mua đủ rồi. Nhưng mà thôi mua dư để dành mốt có hư đổi á, ai ngờ giờ có cơ hội xài thế chưa, cũng phải có cái lỗi. Còn bốn ô ngoài kia thì ở ngoài đó là bỏ riêng ra ngoài, thì mình không có gắn ống này được. Tại này một dải này làm cho nó liền lạc luôn, còn ngoài kia có bốn ô thì cho mình cho nó uống cái máng này đó. Bây giờ thì cái bữa hẩm á, thì mình một ô chuồng 1m2 phải không, cái này 1m chứ 1m2 cái kia kìa, là mình để cái bên góc đây 1m uống nước, rồi bên đây góc máng uống nước, là cái máng ăn lại trứng giữa cho ngăn ra hai ô hai bên ăn, hai cặp nó ăn. À bây giờ mình xài cái này rồi, xài cái này rồi mình để trứng giữa cho nó uống nước, mà lấy hai cái máng này là làm hai cái máng ăn. Bữa hẩm là mình cũng xài cái chai đó, hẩm ở xài chai hết nguyên vàng lọc này, mình xài chai hết luôn á, nhưng mà có mấy cái lòng nó bị nghiêng á, là mình gắn chai vô là nó không có chảy ra, thế nên mình xài cái máng này. Còn cái lòng nào mà cái chai gắn chai chảy thì mình để chai. Bây giờ mình dẹp hết cái đó luôn,
giờ mình xài cái này thôi, xài bằng cái ống này thôi, còn cái này để lại, để lại mình còn hăm mấy cái á, anh em nào có xài thì mình chia lại luôn, còn ổng ấy mình để đó, mốt có cái dịp nào kênh mình được làm gì đó đó, được nhiều người đăng ký hay được gì đó thì mình làm clip mình tặng cho anh em cũng được. Cái này cũng có 4.000 cái rồi mọi người. Thì mình mới đổ mấy cái máng nước thì mình bỏ cái ăn vô cho nó ăn. Còn mấy cái máng ở dưới á, mọi người biết sao mình không bỏ ở ngoài không? Bỏ ở ngoài thì nó tiện mình cho ăn, cho mình bỏ cái máng này nè, đứng ngoài bỏ vô mà. Còn cái máng này ở dưới á, mình bỏ vô trong mình phải kéo cửa lên mới bỏ vô được, nhưng mà mình bỏ ở ngoài vậy nè, nó thấp về gà nó nhảy lên ăn mọi người, gà lên nó nhảy nó ăn, nó bươi tùm lum mà. Rồi mình mới bỏ vô trong ở trong vậy để cho gà nó khỏi ăn luôn, chỉ bồ câu ăn thôi. Đây chim con. Con bắt ra đút đút ăn. Ở đây cũng còn banh con với cặp gà con của anh kia dặn. Đây còn lẻ con banh trống đen. Banh này dáng chuẩn đẹp ghê. Tròn quay giờ. Rồi thôi nay mình quay sơ sơ cho mọi người xem này thôi nha. Thì là mình kết thúc clip ở đây. Mọi người xem thấy thích hãy like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Rồi chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại trong clip tiếp theo.